Mọi người thân mến, thì chúng ta vẫn biết rằng là có hai cái tổ tuyến nó mang cái giá trị khác nhau. Thì trong đó có thiếu âm và thiếu dương. Thiếu âm và thiếu dương. Thì rõ ràng ở hai cái tổ tuyến này là cũng là hai cái mặt đối lập nhau rất nhiều, hai cái mặt khác ngược nhau. Nếu như thiếu dương là cái sự đấu tranh thì thiếu âm là sự nhẫn nhịn, hai cái mặt đối lập rất rõ ràng. Đó. Trong cái tam hợp của thiếu dương là dương tử phù, thì tam hợp của thiếu âm này đó nó chính là âm long trực. Âm long trực. Âm long trực. Tam hợp mệnh tài quan, chỉ cần chúng ta có thiếu âm long đức và sao trực phù thì coi như hồn cốt của ta là hồn cốt của vòng thiếu âm. Thế cái vòng thiếu âm là cái vòng đại diện cho con người như thế nào? Thì phải khẳng định ở đây là con người đại diện cho tính ôn hòa. Đại diện cho tính ôn hòa. Âm long trực đại diện cho sự ba phải, âm long trực. Đại diện cho sự nhẫn nhịn. Đại diện cho sự kết nối. Âm long trực. Chúng ta chỉ cần phân tích một anh thiếu âm thôi là chúng ta đã hiểu được rất rõ về nó rồi. Đó, đây là một âm, đây là thiếu âm. Đó. Còn đây là một dương. Thế đây là thiếu dương. Thiếu âm. Trong cái tổ hợp của âm long trực này, con người ta đại diện cho thế hệ con người thì đại diện như tầng của những người già. Những người già làm sao thì âm long trực nó đại diện như vậy. Và ngược lại, đó là sự cẩn trọng, đó là sự cẩn thận, đó là sự ôn tồn, là sự êm đềm, là sự tha thứ, là sự kín đáo, là sự nhẹ nhàng, là sự sâu sắc. Đó là cái tổ tuyến của thiếu âm long đức trực phù. Do nó là thiếu âm, thế nên nó chủ về cái nhẫn nhịn, chủ về cái sự chịu đựng, là âm long trực chủ về cái sự quan sát, chủ là hài hòa để tự thích nghi. Đây là cái rất hay của thiếu âm. Nó làm vừa tất cả, trung hòa được tất cả, chính là thiếu âm. Chính là thiếu âm. Âm long trực cũng đại diện cho cái tầng, chính là cái tầng của người lãnh đạo. Đó chính là sao long đức. Chính là sao long đức. Con người ta trong khoa tử vi có tứ đức. Tứ đức. Đầu tiên là sao nguyệt đức. Thứ hai là thiên đức. Thứ ba là phúc đức. Và thứ tư là long đức. Thứ tư là long đức. Chúng ta đã đảo qua cái bộ tứ đức này xem nó hình thành ra sao, hình thái như thế nào. Thì đầu tiên cái nguyệt đức này nó mang tới thủy tính. Thủy tính là sao nguyệt đức. Hay nói cái khác, nguyệt đức chính là đức hạnh của người phụ nữ, đức hạnh của người mẹ, đức hạnh của người bà, đức hy sinh. Đó chính là sao nguyệt đức, chứ nguyệt. Đó, đại diện là người phụ nữ, vốn là thủy. Thế nên nguyệt đức ở đây đại diện cho sự cao cả, sự yêu thương và sự hy sinh. Không có một cái gì có thể lớn hơn tình yêu của một người mẹ với con. Đó chính là nguyệt đức, đức hạnh của sự hy sinh, đức của người phụ nữ, đức hạnh. Đây là đức cao nhất, đức cao trên tất cả muôn loài là đức hy sinh nha. Đức thứ hai là thiên đức, là cái đức của trời. Cái này vốn đức của tạo hóa sinh ra, vốn sẵn nó có rồi. Đây là sao thiên đức. Thiên là trời, đức là đức hạnh. Cái đức của trời vốn sinh ra, tự sinh, tự có, tự tiêu, tự diệt. Đó chính là sao thiên đức, cái đức hạnh của người bề trên, đức hạnh của người tu hành, tu tập bổn thiên đức. Đức hạnh thứ ba, cái này là của trời nhé. Đức hạnh thứ ba là phúc đức. Đây là đức hạnh của nhân sinh. Đức hạnh của nhân sinh. Phúc đức chính là do con người tạo ra nó hay là gây ra nó, chính là phúc đức. Phúc đức do con người, tất cả hình thành do ý tưởng của con người, ý hệ con người, tư tưởng hệ của con người, một con người chủ thể, đó chính là phúc đức. Người ta hay nói rằng người này có phúc đức, người kia bạc phúc đức, thì chính là cái phúc đức này là đức của nhân sinh, đức hạnh của mỗi người, hành vi của mỗi người, ứng xử của mỗi người, tư duy của mỗi người, suy nghĩ, hành động, lời nói, việc làm của mỗi người tạo ra cái bổn phúc đức nhân sinh, bổn tính thiện này chính là sao phúc đức, là sao phúc đức. Đó, tiếp theo là sao long đức. Thì đây được coi là cái hạnh của người đứng đầu.
Đây là hạnh của người đứng đầu, đây là hạnh của người quân tử, đây là hạnh của người đàn ông. Đó, đây là đức hạnh của người lãnh đạo. Long là chân thiên tử, long là rồng. Chân thiên tử ấy nó là người lãnh đạo. Anh nói là người lãnh đạo là sau long đức. Thế nên cái đạo của long đức là yêu thương mọi người, yêu thương vạn vật, yêu thương muôn loài, coi tất cả bình đẳng như nhau, chính là sau long đức. Thế nên mệnh của sao long đức cũng được coi là trên kính dưới nhường. Và khi cái long đức như thế nào thì âm long trực nó đại diện nó như vậy. Đại diện nó như vậy. Thế nên âm long trực cũng là đại diện cho người yêu thương được tất thảy, yêu thương được tất cả, không thù hận, không thù oán như vòng thái tuế, không khôn ngoan như cái vòng thiên không đào hoa, cũng không thể từng trải như cái vòng của âm của tang tuyên điếu được. Mà âm long trực được hình thành trên một nền tảng có sẵn, mà cái nền tảng này chúng ta hiểu rằng nó đã nằm ở trong cái tổ tuyến của nô phụ tử rồi. Đó. Thế nên những người mà ôm vòng âm long trực sinh ra và lớn lên trong sự giáo dục hà khắc của gia đình, sinh ra và lớn lên trong sự giáo dục áp đặt của gia đình, sinh ra và lớn lên thường đã ở vạch đích rồi. Đây là cái của âm long trực. Đó, tang tuy điếu sẽ vất vả từ nhỏ, thái tuế vất vả từ nhỏ, đào không sát vất vả từ nhỏ, nhưng âm long trực thường không, thường là không, bởi nó đã có một nền tảng thành công, chính là nền tuế hổ phù nằm trong tam hợp của cung phụ mẫu rồi. Chúng ta hiểu như vậy. Thế nên âm long trực, hay nói cách khác, đây là người lá ngọc cành vàng nha. Đây là ấm công tử. Đó, cô chiêu cậu ấm, cô chiêu cậu ấm chính là tổ tuyến của âm long trực. Âm long trực là cái bộ của người cả nể, người rất cả nể là âm long trực, sống rất bằng tinh thần là âm long trực, tinh thần nghĩa hiệp, tinh thần đức hiệp, chính là cái bộ tứ đức này, chính là cụ thể hơn là long đức này. Đó, về cái tổ hợp tổ tuyến của âm long trực, ai đó ăn sao thì họ đã đều biết. Ví dụ như tuổi Thìn, tuổi Tuất chẳng hạn, khi ôm vào âm long trực thì đương nhiên nó phải đi với sao Hồng Loan. Nó phải đi với sao Hồng Loan. Nó nhẹ nhàng của âm long trực, nó đào hoa của cái sao Hồng Loan, phong tình của sao Hồng Loan, chính là âm long trực. Thế nên là âm long trực chúng ta phải xét thêm rất nhiều. Thế của đào hồng, thế của sát tinh đi vào xem ra làm sao, xem như thế nào. Đó. Vòng tổ hợp của vòng thiếu âm long đức trực phù, đây là cái vòng mà người ta hay ở cái thế là bị động nhiều hơn. Do làm sao? Do tổ tuyến ở cung nô bộc đã có thái tuế. Đây là cái chiều sâu, cung nô đã có thái tuế. Bạch hổ quan phù đã đi vào trong cái tam hợp nô phụ tử của vòng âm long trực này rồi. Thế nên những người mà ôm vòng thiếu âm, đây là cái vòng mà dễ bị người ta bắt nạt, dễ bị người ta yếm thế. Đây là cái mẫu người như gà công nghiệp, ít tiếp xúc với cuộc đời, ít va chạm với cuộc sống. Đây chính là âm long trực. Thế nên là cái trải đời thì nó không thể bằng cái vòng tang tuyết yếu được, cũng không thể tài hoa như là vòng thiên không được, cũng không thể nào mang tính sát phạt như vòng tuế hổ phù được đâu. Và do tổ tuyến nó ôm vòng tuế hổ phù, thế nên con người âm long trực thành bại là do yếu tố của cha mẹ khi chúng ta còn bé, khi chúng ta còn nhỏ. Yếu tố thành bại do cha mẹ, tức là cung phụ mẫu. Khi chúng ta lớn lên, thành bại là do cung nô bộc, bạn bè. Khi chúng ta già đi, thành bại là do cung tử tức, con cái. Đó. Hay hiểu cách khác là vòng âm long trực là cái vòng bị người ta chi phối, bị người ta kiềm tỏa, bị người ta kiểm soát rất gay gắt. Trong nhà mình là cha mẹ, ra ngoài đường là bạn bè, về già là con cái. Đó, đây là cái tổ cách của âm long trực. Người âm long trực có sự chịu đựng, có khả năng nhẫn nhịn tuyệt vời, đứng trước mọi hoàn cảnh rất tuyệt vời. Thái tuế không thể kìm mình khi nóng tính, đào hoa không thể kìm mình trước tình cảm, tang tuế điếu không thể kìm mình trước thú vui như cờ bạc rượu chè, nhưng âm long trực có thể kìm được hết. Đó chính là âm long trực. Thế nhưng âm long trực đứng trước một số các tổ hợp đặc biệt lại không kìm được mình trước bất cứ cái gì cả. Thế nên nó ba phải là như thế, giữ mình rất tốt mà buông mình lỏng mình, hư hỏng cũng sẽ rất nhanh. Đây là âm long trực. Về cái tổ hợp tuyến của thiếu âm long đức trực phù, bản thân là người không quyết liệt, bản thân cũng là người không rõ ràng. Do làm sao? Do một anh trực phù tính thuộc kim, đang nghi là anh sao trực phù này, đang nghi là do trực phù này nha. Long giom là trực phù này. Đó, long đức thì yêu hết, người tốt yêu mà người xấu không yêu, người tử tế gần mà người xấu tặng tạng gần. Đấy là cái sao long đức. Thế rồi cái thằng thiếu âm, thiếu âm nó ngược thiếu dương. Thiếu dương là đấu tranh, là thủ đoạn, là khát khao, thì thiếu âm là dễ bằng lòng.
Thường bằng lòng cái gì mình có là cái âm long trực. Nó mất đi cái sức chiến đấu, mất đi cái khả năng sáng tạo của nó. Chính là âm long trực nhé. Về cái tổ hợp mà âm long trực nó mang đến cho người ta một cái cảm giác yên bình, mang đến cho người ta một cái cảm giác an lành. Nó không thể nào mà thăng hoa như thái tuế, mà cũng không thể nào mà tụt xuống như thiên không. Nó cũng không thể nào nhiều cảm xúc lên xuống thất thường như tang tuế điếu, mà nó là những nút giao hưởng bình hòa, ổn đều. Đó. Vậy nên là vòng âm long trực khi đại vận và tiểu hạn gặp nó cũng vậy. Đại hạn gặp nó 10 năm là 10 năm khá yên bình. Khá yên bình. Tiểu hạn gặp nó cũng vậy, báo hiệu một năm yên bình, đều mọi việc cứ suôn sẻ xảy ra. Chính là tổ hợp của âm long trực. Thì về cái tổ hợp của âm long trực, nó rất ưa cái bộ phủ tướng triều viên, rất ưa cái bộ cương nguyệt đồng lương, vô cùng ưa. À, từ phủ vũ tướng liêm gặp cũng được. Thế nhưng chúng ta phải khẳng định rằng từ phủ vũ tướng liêm là cái bộ đứng đầu thiên hạ. Từ phủ vũ tướng liêm có quyền cai quản, quyền sinh sát, quyền tạo ra cơ chế, tạo ra luật pháp, tạo ra cuộc chơi, là người trọng tài chơi trong cái cuộc chơi đó, chính là từ phủ vũ tướng liêm. Hay nói cách khác, người từ phủ vũ tướng liêm ở nhà thì lãnh đạo gia đình, đi ra ngoài lãnh đạo xã hội, đó, về nhà thì lãnh đạo con cháu. Vậy là tầng cao nhất là từ phủ vũ tướng liêm. Thế nên rằng ở đâu mà có tử phủ vũ tướng liêm, ở đấy rất cần tuế hổ phù. Thứ hai thì bắt đầu mới cần cái tang tuế điếu. Thứ ba là đào không sát, và thứ tư là âm long trực. Thế nhưng mà riêng một cái tổ tuyến rất đặc biệt là phủ tướng triều viên này. Đó, phủ tướng triều viên. Đó, phủ tướng triều viên này rất cần cái âm long trực. Nó rất cần tuế hổ phù nha, rất cần hai cái anh này. Đi vào vẫn có thể làm người lãnh đạo lớn được, có chức danh, phẩm hàm, chức sắc. Đó là cái tổ hợp của phủ tướng triều viên, tức là mệnh có thiên phủ hoặc là thiên tướng đơn thủ. Ví dụ mệnh thiên tướng cư cung Hợi, ví dụ mệnh có thiên phủ cư cung Dậu, cung Mão, đó là bộ phủ tướng triều viên nhé. Tức là mệnh tài quan chỉ có thiên phủ và thiên tướng thôi. Và cái tổ hợp cách của thiếu âm long đức trực phù, đây là cái bộ sao mà nó thể hiện ra sự ngấm ngầm, sự âm thầm, sự bí mật. Thế nên về cái đam mê của con người ta, về sự kiên trì, sự cố gắng, sự phát triển, phát huy người ta thì không ai nhìn thấy được. Bởi vì nó không thể nào ồn nào giống vòng thái tuế. Không thể ồn nào giống vòng thái tuế. Nó không thể nhiều chuyện như vòng thiên không. Và nó cũng không thể nào lắm cái rung động xúc cảm như vòng tang tuế điếu để ố ố cái mồm lên. Bởi vì sao? Bởi vì nó là âm long trực. Do trực phù tính kim, thiếu âm nên là thủy. Vậy là mọi thứ nó rất êm đềm. Người ta cố gắng âm thầm đằng sau, làm mọi thứ âm thầm lặng lẽ, chính là âm long trực. Không nhanh nhẹn, sắc sảo, khôn ngoan như thiên không, cũng không thể nào mà thù hằn rõ rệt như vòng thái tuế, ơn đời oán trả như thái tuế. Cũng không điên cuồng ngang ngược, ăn chơi lắm tài nhiều tật như vòng tang tuế điếu. Đây mới là ở âm long trực. Một mình một kiểu, một sự nhẹ nhàng, một sự bí mật, một sự cẩn trọng, một sự cẩn thận. Đó là âm long trực. Một sự nhẫn nại đến vô cùng, đến cung cực. Thái tuế thì lì, thiên không thì bất chấp, tang tuế điếu thì ngang ngược. Nhưng thiếu âm nó phải là sự nhẫn nại, nó là sự chịu đựng mà tất cả các bộ khác chịu không nổi. Chính là cái tổ hợp của sao thiếu âm. Thiếu âm chính là sự nhường nhịn, thiếu âm chính là cho đi, sự kìm nén lại nha, là thiếu âm đó. Về cái tổ hợp của thiếu âm long đức trừ phù thì đây cũng được coi là cái bộ cách của người quân tử, bộ cách của người quân tử, bộ cách của người cẩn trọng. Thế nên vòng thái tuế nó là phải đi vào cung nô bộc. Vậy là người ta chọn bạn cũng khắt khe, chứ không hề dễ chọn bạn. Chọn bạn cũng khó, không hề dễ chơi với bạn. Và âm long trực khi đã đi về mệnh thì đương nhiên rồi, tuế hổ phù đã đi về nô phụ tử. Chúng ta phải khẳng định rằng những người âm long trực khi họ ở cái thế thành công thì rất nhiều người hùa theo để mà dựa vào cái bóng, cái hơi của âm long trực. Nhưng mà chim có lông là chim sẽ mọc cánh, mà chim mọc cánh là chim phải bay đi. Còn duy nhất anh em đàn ông thì có chim không biết bay thôi, chỉ biết bơi thôi, biết chui lủi thôi. Đấy, âm long trực. Rồi, chúng ta là học âm long trực. Tiếp theo, một số trường hợp cụ thể thấy sẽ rõ hơn âm long trực. Chúng ta ví dụ như là tuổi Tý đi. Đây là cung Tý. Đây là cung Tý. Thì tại cung Tý có thái tuế. Tại cung Tý có thái tuế. Thiếu dương, tăng môn, thiếu âm. Tại cung Mão này có thiếu âm. Thiếu âm. Chúng ta kết hợp với sao Hồng Loan và sao Đào Hoa để xem thế nào nhé.
Vẫn đây là người tuổi Tý. Tuổi Tý. Như vậy thái tuế thiêu dương tang môn thiếu âm quan phù tử phù tuế phá long đức cư về mùi. Mùi cung có sao long đức. Bạch hổ phúc đức điếu khách trực phù. Trực phù đã cư tại cung hợi. Trực phù cư hợi. Như vậy tuổi Tý này, tuổi Tý này tam hợp âm long trực là tam hợp của hợi mão mùi. Đào hoa của tuổi Tý này đã nhập về cung Dậu. Đó. Nếu như ai đó mà tuổi Tý mệnh tài quan ôm vòng âm long trực, âm long trực thì đương nhiên nô phụ tử này phải ôm vòng thái tuế bạch hổ quan phù, đúng không? Tôi ví dụ mệnh người ta đóng ở cung hợi đi, mệnh người ta đóng ở đây nó đã ra rất nhiều vấn đề rồi. Đầu tiên chúng ta nhìn ngay thấy bên cạnh cái mệnh này là thái tuế, hay nói cách khác cái người này lớn lên trong sự giáo dục hà khắc của gia đình, lớn lên trong sự áp đặt của vòng thái tuế này, chính thái tuế phụ mẫu. Thái tuế là gì? Là chửi. Thái tuế là mắng. Thái tuế là áp đặt. Thái tuế là đòn roi. Thái tuế là dập khuôn. Thái tuế là suốt ngày ăn đòn ngay. Cha mẹ giáo dục con, áp đặt con, bắt buộc con. Ngày nhỏ áp đặt theo kiểu tuổi nhỏ, đi học áp đặt kiểu đi học, lớn lên trưởng thành áp đặt theo kiểu trưởng thành, về già áp đặt theo kiểu về già. Đó là thái tuế đã nhập cung phụ mẫu, tức là suốt đời chịu sự giám sát của thái tuế này. Thái tuế này nó là sự giám sát, nó là sự áp đặt, áp bức, đánh đập kinh khủng luôn. Thế nên cái vòng âm long trực này là cái vòng sống ở trong cái vòng kim tỏa, vòng kim cô. Vì sao lại thế? Vì tuế hổ phù nhập với ba cung nô phụ tử, nô ở đây và cái tử tức ở đây có bạch hổ này, quan phù này, thì ta phải thừa nhận tuế hổ phù là vòng thành công, hay nói cái khác người này sinh ra là cha mẹ thành công thành đạt. Đó, cha mẹ thành công thành đạt, cha mẹ chắc chắn rồi. Bởi vì cha mẹ thành công thành đạt nên rất sợ con hư hỏng, vậy là thái tuế là rèn con rất nghiêm khắc. Ta hiểu như thế, tuế hổ phù nhập cung phụ mẫu. Đó, tuế hổ phù nhập cung phụ mẫu. Nhưng con người này đi ra ngoài quan phù đóng cung nô, cũng lắm kẻ thù, lắm người ghét. Cái thế mệnh này nó đang đi lên thì người ta sẽ nịnh mình, vòng thái tuế xung nịnh mình. Nhưng cái thế của mình mà nó đi xuống, người ta sẽ trở mặt với mình. Thái tuế bạch hổ quan phù là cái bộ rất dễ trở mặt. Và thậm chí nếu như gây ra thù ra oán thì cung nô này người ta sẽ trả thù mình ngay. Đó, vòng thái tuế thù hận. Cái tiếp theo, người này mệnh đóng ở hợi cung là nơi thuộc thủy. Tam hợp hợi mão mùi là tam hợp mộc. Có sao Hồng Loan. Hồng Loan cư tại cung Mão với tuổi Tý này. Thì ta nhìn ngay một anh Hồng Loan ghi chiếu về mệnh. Hồng Loan mà hợp chiếu về mệnh viên là người rất đẹp. Thậm chí nhiều người sắc nước huynh thành. Nếu đi thêm với cái bộ văn xương văn khúc thì đẹp lắm, thêm khôi Việt thành quý phái, thêm khoa lộc quyền thì chắc chắn giàu sang nước tiếng. Thêm Hồng Loan này chiếu về mệnh, con người này ngoài cái vẻ đẹp của hình dáng ra, cái đẹp của cái tướng ra, sẽ có cái đẹp của cái tâm. Tâm hồn rất nhạy cảm, Hồng Loan chiếu mệnh. Cái đẹp là đẹp về cái tài, chính là cái tài năng xuất chúng Hồng Loan chiếu mệnh. Cái tài của Hồng Loan là tài về nghệ thuật, tài về văn chương, tài về viết vẽ, tài về thơ ca, thơ phú, thiên bẩm. Đó là Hồng Loan cư quan. Hồng Loan cư quan có hoa tay, có bàn tay vàng. Đó là Hồng Loan cư cung quan lộ. Mà ngay cung quan là được cả sao đào hoa nó chiếu về. Mà đào hoa là một phu thê. Để chúng ta nhìn à, người này nếu như là đàn ông, là nam đi, thì lấy vợ rất đẹp ở sao đào hoa cư ta cung phu thê, trai xinh gái đẹp. Nhưng vợ đẹp sẽ không ở được nếu như dính như là triệt, đúng không? Vì dính triệt. À, tuổi gì? Giáp Tý này. Đấy, căn giáp này triệt vào đây, hoặc căn kỷ triệt vào đây, nhưng không có kỷ Tý. Đó, tuổi này đấy. Tuổi Giáp Tý này chẳng hạn này. Đấy. Là dính rồi. À, cuộc đời người này tài hoa Hồng Loan, nổi tiếng Hồng Loan, giàu có Hồng Loan, đẹp trai Hồng Loan, âm long trực ở mệnh. Sinh ra vạch đích, cha mẹ có tuế hổ phù,
đây là con nhà Trâm Anh Thế Việt, con quan bố lãnh đạo đây rồi, tối hổ phù nhập cung phụ mẫu đây rồi. Đấy, thế nên lấy được vợ đẹp là điều đương nhiên, bởi vì gia đình thì danh giá, bản thân là người ấy tài hoa. Âm Long Trực ôm Hồng Loan. Thế nên Âm Long Trực rất thích cái sao Hồng Loan. Rất dễ nổi tiếng là sao Hồng Loan. Ví dụ cụ thể hơn. Mệnh đóng tại Dậu. 1974. Mệnh vô chính diệu. Hồng Loan đóng tại cung quan là Sửu. Thiên Di có Thái Dương Thiên Lương. Thái Dương Thiên Lương. Phụ mẫu có Liêm Trinh Thiên Phủ. Thái Tuế nhập về cung nô. Đó. Thiếu Dương Tang Môn Thiếu Âm nhập về cung tài. Quan Phù Tử Phù Tuế Phá Long Đức nhập về mệnh. Bạch Hổ Phúc Đức Điếu Khách Trực Phù Cư Cung Quan. Có Hồng Loan đóng đây Thiên Hỷ nhập về cung thê. Đó, Đào Hoa nhập cung Thiên Di. Đào Hồng này chiếu về mệnh. Tử Vi cư ngọ. Vũ Tướng cư nô. Đó, Thiên Cơ nhập về cung tật. À, nhập về cung tài. Đó, Cự Đồng cư quan. Thất Sát nhập tật. Thất Sát nhập tật. Tham Lang nhập về Điền. Phá Quân nhập cung huynh đệ. Âm Long Trực của Hồng Loan. Mệnh anh ấy ôm vòng Âm Long Trực. Trong tam hợp có cả đào lẫn hồng, chiếu về mệnh là nghệ sĩ rất nổi tiếng. Hồng Loan cư quan học ngành xây dựng, học về kiến trúc, học khoa công trình, có khả năng về đam mê về âm nhạc, hội họa, nghệ thuật. Người rất thích phiêu, độ phiêu kinh khủng khiếp.